Ngày 14 tháng 8, tin từ Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đang điều tra vụ án hình sự giả mạo trong công tác được hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn, địa chỉ ở phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trong quá trình điều tra, Bộ Công an xác định từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 4 năm 2023, Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn đã lập 935 hồ sơ đăng ký đào tạo lái xe và được Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai xác nhận việc đào tạo đối với 63.458 học viên. Tuy nhiên, trung tâm này dạy lý thuyết thực hành không đúng quy định, giao cho các cá nhân ngoài xã hội không có chức năng tự đào tạo lái xe và hợp thức hóa hồ sơ người học là do trung tâm đào tạo. Sau đó, trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn đã cấp chứng chỉ sơ cấp nghề cho 39.021 học viên trái quy định. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định 63.458 học viên nêu trên là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Để phục vụ yêu cầu điều tra và đảm bảo quyền lợi cho người học lái xe, Bộ Công an đề nghị toàn bộ người học lái xe ô tô hạng B1, B2 và C trong thời gian trên khẩn trương liên hệ làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra tại địa chỉ 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu và giải quyết quyền lợi nghĩa vụ liên quan bộ công an cho biết trường hợp người học lái xe không liên hệ làm việc hoặc có đơn đề nghị giải quyết quyền lợi gửi đến cơ quan cảnh sát điều tra trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án bộ công an sẽ căn cứ tài liệu thu thập tại trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn và sở giao thông vận tải tỉnh đồng nai để xử lý theo quy định của pháp luật trước đó liên quan đến vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bị can bắt tạm giam hồ đình thái khỏa giám đốc trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn về tội giả mạo trong công tác và đưa hối lộ Bên cạnh đó, cơ quan cảnh sát điều tra cũng khởi tố bị can bắt tạm giam Bùi Đình Thỏa, cựu phó giám đốc phụ trách phòng đào tạo trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn về tội đưa hối lộ, Nguyễn Thị Mỹ Nhân, phó trưởng phòng, Nguyễn Nhân Cường, chuyên viên phòng quản lý vận tải phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai về tội nhận hối lộ. Đặng Thái Hân, cựu phó giám đốc phát triển thị trường trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn, giám đốc công ty cổ phần đầu tư giáo dục nghề nghiệp K27 về tội giả mạo trong công tác. Theo Bộ Công an, các bị can nêu trên đã có hành vi đưa nhận tiền để bảo quan sai phạm trong quá trình đào tạo sát hạch lái xe xảy ra tại trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho người học lái xe. Ngày 12 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Hồng dân tỉnh bạc liêu cho biết đã nhận được báo cáo của phòng Giáo dục đào tạo trước thông tin phản ánh giáo viên trường tiểu học Vịnh Phú xã An Quế A đánh bài trong khuôn viên trường. Vì lãnh đạo huyện chia sẻ, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện bận đi công tác. Ngày mai 13 tháng 8, huyện sẽ mời lãnh đạo phòng lên làm việc để có hướng xử lý kịp thời. Trước đó, ngày 18 tháng 7, phòng giáo dục đào tạo huyện nhận được phản ánh ông Huỳnh Văn Tế, hiệu trưởng trường tiểu học Vĩnh Phú để giáo viên dùng thư viện trường đánh bài, làm ảnh hưởng đến học sinh. Sau khi nhận được thông tin, phòng đã vào cuộc xác minh. Theo kết quả xác minh, việc cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên đánh bài tại phòng thư viện, phía bên trong phòng đọc sách của giáo viên là có thật. Việc này đã diễn ra nhiều lần, hầu hết cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên nam của trường đều tham gia từ 1, 2 lần trở lên. Báo cáo của phòng giáo dục đào tạo huyện nêu, thời điểm diễn ra sự việc nêu trên thường là trong giờ ra chơi, sau sinh hoạt chuyên môn, sau các lần tổ chức lao động tại trường không có ai đứng ra tổ chức đánh bài mà anh em cán bộ quản lý giáo viên nhân viên rủ nhau chơi một cách tự phát hiệu trưởng biết sự việc này nhưng không có biện pháp ngăn chặn kịp thời cán bộ quản lý giáo viên nhân viên đánh bài ăn thua là nước uống đôi khi có thuốc lá bên nào thua thì trả không có việc đánh bài ăn tiền để xảy ra sự việc nêu trên phòng giáo dục đào tạo huyện cũng nhận định trách nhiệm chính thuộc về ông huỳnh văn tế từ đó phòng đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân huyện xử lý ông tế theo quy định Ngày 7 tháng 8, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Bộ Công an và các cơ quan đơn vị của nước bạn Lào triệt phá thành công đường dây lừa đảo qua mạng tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng. Theo điều tra, cuối năm 2023, các đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khu vực Đông Nam Á như Campuchia, Philippines, Malaysia, Myanmar, v.v. chuyển địa bàn hoạt động sang đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng ở tỉnh Bokeo của Lào. Các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn lừa đảo, địa điểm hoạt động, đồng thời không ngừng mở rộng quy mô tổ chức. Ngoài nạn nhân tại nhiều nước châu Á, với chiến thuật dùng người Việt lừa người Việt, các đối tượng đã lôi kéo dụ dỗ thêm người Việt Nam nhập cảnh trái phép với chính sách lương hấp dẫn 18 tới 30 triệu đồng để thực hiện hành vi. Chỉ trong một thời gian ngắn, băng nhóm này đã thiết lập nên một đế chế riêng tại khu vực được mệnh danh là bất khả xâm phạm do người nước ngoài chủ mưu cầm đầu. Nhóm người Việt Nam được cung cấp tài liệu kịch bản, điện thoại, sim điện thoại Lào để lập nên các tài khoản Facebook giả và được hướng dẫn thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân mà nhóm này hướng đến sẽ là những người độc thân trung tuổi nhưng có điều kiện về kinh tế hoặc là có nhiều mối quan hệ xã hội. Với bẫy tâm lý được dàn dựng tinh vi, đánh mạnh vào nhu cầu tình cảm, nhóm này dễ dàng tạo nên các mối quan hệ yêu đương trên mạng. Sau khi tạo được lòng tin, nhóm này sẽ lừa họ đầu tư kinh doanh khách sạn trên ứng dụng qua mạng để hưởng phần trăm lợi nhuận cao, từ đó chiếm đoạt tiền. Theo lời khai của một nhân viên tên là NTH, với phương thức thủ đoạn trên, người này đã lừa đảo hơn 200 người Việt Nam, trong đó có người từng bị lừa đến 5 tỷ đồng. Với doanh số là 7 tới 11% dựa trên số tiền chiếm đoạt được, trung bình mỗi tháng H sẽ nhận được tối thiểu là 25 tới 36 triệu đồng. Trong đường dây này, lực lượng chức năng đã bắt giữ 155 đối tượng người Việt Nam, thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, lượng lớn tiền mặt, hàng chục máy tính và gần 500 điện thoại, cùng hàng nghìn SIM điện thoại không chính chủ. Đại tá Phạm Thanh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đây là một bộ máy tổ chức lừa đảo chuyên nghiệp xuyên biên giới, hoạt động trên không gian mạng. Đường dây này do người nước ngoài quản lý đã chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn nạn nhân Việt Nam phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh đang mở rộng chuyên án Ngày 29 tháng 6, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại trung cư Citadin Marina Hạ Long, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố 4 bị can về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và một bị can tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, dặn sáng ngày 20 tháng 6, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC04 Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì phối hợp Công an phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long kiểm tra hành chính căn hộ cho thuê homestay thuộc chung cư Citadin Marina Hạ Long. Quá trình kiểm tra, công an phát hiện có 7 người, 3 nam và 4 nữ đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy loại nước vui và ketamine. Công an thu giữ nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy và các vật chứng khác có liên quan. Quá trình điều tra xác định, sau khi đi ăn nhậu cùng nhau, nhóm đối tượng trên rủ nhau cùng thuê căn chung cư, chuẩn bị loa đài, đèn nháy để đi bày. Căn cứ vào hành vi vi phạm của các đối tượng, cơ quan điều tra đã chứng minh làm rõ và tiến hành bắt giữ, xử lý hình sự đối với 4 trên 7 đối tượng trong nhóm về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Mở rộng điều tra, công an đã bắt giữ xử lý hình sự một đối tượng cung cấp ma túy cho nhóm trên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo công an tỉnh Quảng Ninh, trong vụ án trên các đối tượng đều có tuổi đời rất trẻ, chưa quá 35 tuổi, nhiều đối tượng có học thức trình độ cao đẳng đại học nhưng không lo tìm công việc ổn định để lao động kiếm sống mà thường xuyên tụ tập chơi bời, lợi dụng việc thuê ở các căn hộ homestay để sử dụng trái phép chất ma túy cùng nhau. Phòng PC04 Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Ngày 26 tháng 6, một nguồn tin cho biết, sau hơn 15 tháng điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 318 vụ án với 961 bị can liên quan đến vụ việc 4 tiếp viên hàng không Việt Nam Airlines sách ma túy từ Pháp về Việt Nam. Các bị can này bị khởi tố điều tra các tội sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm, tàng trữ tiền giả, đánh bạc và cướp giật tài sản. Xử lý hành chính hơn 80 đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Liên quan đến tăng vật vụ án, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các cơ quan chức năng thu giữ 319 kg ma túy tổng hợp các loại, 12 khẩu súng, 67 viên đạn các loại, 3 quả lựu đạn và nhiều tăng vật có liên quan. Trong vụ án này, số tiền giao dịch ma túy lên đến gần 28.000 tỷ đồng. Trước đó, ngày 16 tháng 3 năm 2023, Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện vụ việc bốn nữ tiếp viên hàng không vận chuyển trái phép hơn 11,48 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam. Công an làm rõ nhiều đối tượng lợi dụng người Việt Nam học tập định cư tại Pháp có nhận dịch vụ gom hàng, chuyển phát nhanh hàng hóa quốc tế, để vận chuyển ma túy về Việt Nam. Sau đó, chúng sử dụng dịch vụ giao hàng nhanh trong nước để đưa số ma túy này giao về cho một người tại Đồng Nai. Từ Đồng Nai, ma túy được phân thành từng kiện hàng, giao cho các đối tượng tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương để tiếp tục chia nhỏ, tiêu thụ tại nhiều điểm tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác. Quá trình truy bắt các đối tượng trong chuyên án gặp nhiều khó khăn do các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn đối phó tinh vi sử dụng dịch vụ giao hàng công nghệ để giao nhận ma túy